với cái trình bày như vậy thì đề nghị quận với phường xem xét. Thì tụi em vẫn đợi văn bản trả lời. Vâng, thật ra là chứ không phải là các bạn không thực hiện. Các bạn đừng nói vậy, mình phải thực hiện. Mình là cơ quan tuyên truyền, cơ quan tuyên giáo là mình phải đi đầu. Chứ làm sao mà mình cứ bảo văn bản gửi để đợi trả lời. Nó sai lè rồi còn trả lời cái gì nữa. Dạ, dạ, tí em gì bổ sung trong cái biên bản thôi. À, dạ. Các bạn muốn ghi gì trong biên bản các bạn cứ ghi nha. Vì theo ý kiến của các bạn. Còn về phía cơ quan chức năng làm sai, cơ quan chức năng sẽ chịu trách nhiệm. Dạ. Mình cứ hơi một tí là mình nói chúng em sống bằng cái gì. Chị có thể tìm một công việc phù hợp với sức khỏe của chị. Dạ, chúng em lấy cái gì là sức khỏe của em, chúng em lại đấy thì đó. Chị khỏe như thế là chị đi giúp việc nhà rất được, mà chị cứ ra vỉa hè như thế này. Nhưng bây giờ toàn người sống vỉa hè không chứ có phải lấy đâu. Anh thấy cho nhiều người sống vỉa hè. Chị nói một tiếng nữa tôi cho lính hốt luôn nha. Chị đã răng, nếu mà chị gọn không nói rằng này, chị răng cả cái vỉa hè này. Đây chị coi từ đây là của chị. Chắc là đâu có được. Thôi một tí là chị kêu chị nghèo thì chị thế này thế khác không được không? Không nói như thế được. Mình phải chấp hành luật pháp. Ngồi gọn và bán, có ai nói không? Đấy em mới xem có chỗ nào để gọn thì chị thêm xem nếu có chỗ gọn em gọn lên okay. Em xem được để em làm đi. Cô này ngoan cố và cô này không có cô này ngoan cố. Có đây.